Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Năm, 24 tháng 6, 2021. Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay xin được phát hình phần 3, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây. Anh có một ý thức bất cứ gì về quê hương xung quanh mình hay là anh vẫn trong sống trong cuộc đời trẻ thơ? Sau ngày 11 tháng 6, 1963, tôi là anh thiếu úy sống sót độc nhất của cái đại đội 72 đó. Trong tiểu đoàn tôi 14 sĩ quan chết, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Nhâm, tiểu đoàn phó Nguyễn Văn An, tiểu đoàn phó Nguyễn Văn Hải, sĩ quan băng ba Nguyễn Văn An, 14 sĩ quan đại đội trưởng chết trên 4, chỉ còn một mình ông đại úy Phát, Lê Văn Phát, đại đội 74. Hiện tại ông đang còn sống ở cái vùng Bốn Sao này. Thì trong một hoàn cảnh như vậy, tôi được bao nhiêu tuổi? 22 tuổi, 23 tuổi. Vây quanh vợ con lính khóc. Một anh thiếu úy cũng biết làm cái gì, sống làm sao được trong cái hoàn cảnh đó. Thành thứ, có những người sau này trách, vì sao mà ông biết đằng nào thua hết? Trời đất ơi, cái bi thảm của mỗi người lính, của mỗi đồng bào, của mỗi đồng bạn mình, đâu có phải là cái chuyện hoang tưởng, mà nó sờ sờ đấy chứ mà. Cả một cái sân tiểu đồng bảy khang trang trắng bốm bốp hết đó. Thành thử thưa với anh, và tôi nói đi nói lại rất thật, từ năm 68 khi bắt đầu viết cho Bình Lựa, tôi không phải là nhà văn, vì nhà văn là sáng tạo những chữ nghĩa tài hoa như ông Nguyễn Du đó, hoặc là những cái ông mà sáng tạo những chữ như Juan Albert Camus, rồi ông Vũ Khắc Khoan rồi chẳng hạn. Còn tôi chỉ là một anh lính bất bình tắc minh, nhiều chuyện xảy ra trong đời quá. Những cái chuyện mà trong máu xương của mình, anh em mình, bạn bè mình, đồng bào mình, lính trang mình, giờ này tôi còn nhớ Phan Niên, Phan Thọ, Nguyễn Văn Thái, Phùng Lý cái gì Cẩm đó, đó tôi vẫn nhớ mọi người. Thành thứ đó, tôi bất bình tắc minh. Bây giờ mình trở lại cái thời gian sau Hiệp định Geneva, tức là gia đình anh di chuyển đến Đà Nẵng. Thì được, lúc đó cái nhìn của anh có gì khác hơn không? Cũng khác hơn. Cũng vẫn tiếp tục chuỗi ngày, tức là từ cái tiểu học lên. Con đít. Nhưng mà bây giờ tôi mới biết là chúng tôi ở ngoại ô Đà Nẵng, ngoại ô và nội ô. Là tức là con đường bây giờ người ta gọi là đường Hoàng Hoa Thám. Chứ còn bây giờ nó lọt thành ra một cung đại lộ ở Đà Nẵng. Nhưng mà lúc đó là con đường bằng đá, và nó có một cái hàng rào dây kẽm gai, nó chia ngoại ô và Đà Nẵng và nội ô Đà Nẵng, và buổi tối nó có một cái cổng gỗ nó đóng lại, và ban đêm là Việt Minh kéo về đó đánh đó. Thì tôi là phải nằm ở dưới hầm từ những cái năm đó rồi, vì bắn nhau ai biết ai bắn, trong nhà có đào sẵn cái hầm, còn mẹ tôi thì đi trực điện thoại, cho nên tôi phải ở trong sự đơn độc, tôi ở trong bóng tối, tôi ở trong sự chết, trong sự đe dọa. Và hình như mà nói ra thì người ta bảo ngoan ngôn, tôi coi đó là cái chuyện tất nhiên, và nếu những ngày mà trước 50 mà ở Huế là bố tôi là tránh sự vụ xếp sạc viết, tức là trụ sự ở của cái chỗ đó gọi là mật thám Đông Bang Liên Dương, Sûreté Fédérale, là nó giống như FBI ấy, thì nhà tôi là mua cái radio Philips 8 đen đầu tiên ở trong xóm để cho cả xóm. Và tôi năm Tết từ 49-50 lần đầu tiên tôi được có một cái bộ vest tông, có gilet, đi giày đơ cu lơ rất là đẹp. Nhưng mà đến khi ông già tôi theo lệnh của mặt trận bộ Bình Trị Thiên đi ra Bắc, thì tôi về vô Đà Nẵng, thì mẹ tôi làm một cái nhà tranh bề ngang đâu mấy thước, và tôi không có giường, tôi phải ngủ trên một miếng gỗ. Nhưng thưa với, và tôi coi chuyện đó là chuyện tất nhiên, tôi không hề than phiền chuyện đói khổ thay đổi, tại không đặt ra vấn đề tại sao mình tự nhiên bây giờ đang ở cái nhà. Và tôi nhớ là nhà tôi là nhà số 3, nhưng mà nhà trung họ là nhà số 5, là nhà lầu. Và cái khu đó toàn là người quý phái. Với bây giờ tôi nhớ ra là phía trước là của ông Bửu Mạn, là có cô giáo
tôn nữ quê hương. Hình như cô giờ này cô còn sống ở bên Pháp, à bên Texas, và cô là lấy ông anh của ông Nguyễn Quang Nam. Và tôi nhớ có là ông Nguyễn Quang Nam lúc chiêu ý trung úy có về đó, có về trong cái xóm đó. Thành thử như vậy cũng phải là nhà thương, nhưng mà bây giờ đi nhà cũng khá, nhà lầu mà, và mặc vết tông, có ghi lê rất đẹp, màu nâu. Nhưng mà đến vô Đà Nẵng thì ngủ ở trên một miếng gỗ ở trong cái nhà tranh mà tôi coi chuyện đó là chuyện tất nhiên. Tôi không hề đặt ra vấn đề với khổ và những năm tháng ở Đà Nẵng, và lần lần cho đến năm 60 khi đi lính thì tôi nói thật với anh và quý vị, khổ thiệt. Vì mẹ tôi bởi cái luật tháng 10 69 59 là luật tố cáo, cho nên người ta biết rằng mẹ tôi là ở trong tổ chức của Thành ủy Đà Nẵng đó, cho nên nhưng mà bà không bị tù, nhưng mà sau đó bà phải vào trong Sài Gòn để thì dẫn em tôi đi, và tôi ở Đà Nẵng thân mình, không cha không mẹ không bà không thân thích gì hết. Và đến giờ này tôi cũng biết những cái năm tháng đó tôi sống sao, mà tôi rất vui, mà mặt mày sáng sủa đấy. Nhưng mà tôi có cái chuyện thiếu thốn hay là thay đổi được vật chất ảnh hưởng vào cho, hình như đó là trời đất để cho tôi chuẩn bị cho đời sống khắc nghiệt sau này, ví dụ như khi đi tù. Vâng. Đi tù mà cái giờ chơi cơm là cái giờ nghiêm trọng lắm, là xong xoay hạt cơm muỗng cơm này, thế tự nhiên tôi đi ngủ à đó. Vâng. Tự nhiên tôi buồn ngủ, rồi đến chuyện đi ra ngoài Bắc thì bây giờ có đói, mà ở ngoài đó thì nếu anh ở trên vùng mặt ngược thì bộ đội coi, ôi trời ơi, bộ đội cũng giống như tù như bộ đội. Ở buổi sáng người ta đưa vào một con dao tông vô đó 25 cây nữa bác về, rồi cũng phải đến khi mà đi về tù ở Thanh Hóa dưới quyền công an, khi đó thì mới biết thế nào là tù tội, biết thế nào là ở tù. Dạ thưa anh có thể nói thêm, anh nói là ông cụ anh được lệnh để di chuyển qua miền Bắc. Vâng. Và gia đình anh ở lại Đà Nẵng, và anh cảm thấy là cái cuộc sống so với lúc mà ông cụ còn ở với gia đình anh thế đúng thì nó khác hẳn. Vì ông cụ là làm sếp xe buýt, tức là chủ sự của mật thám liên bang Đông Dương, tức là một loại sĩ, là loại công chức, loại không cao cấp chứ cũng là trung cấp. Thế bây giờ đi cái thì là lấy đâu làm sao sinh sống? Tức là ông cụ là làm việc cho Pháp, cho Tây. Là tự nhiên. Vâng. Là Sûreté Fédérale mà. Dạ. Rồi là mật thám liên quan Đông Dương giống như FBI của Mỹ vậy. Vâng. Nhưng mà lại đi theo. Đi theo là tại vì sau này mới biết ông ấy giữ hồ sơ của tất cả vào một việc minh miền Trung. Thì khi đi đó là ông lấy luôn các cái fish, tức là các phiếu hồ sơ đi luôn. Mà giữa anh với ông cụ trước khi ông cụ đi có bao giờ nói với nhau về chuyện chính trị? Sao biết tôi đứa trẻ con mà không trăm tuổi làm sao mà biết? Không hề biết. Cho dù rằng những cái ngày mà tôi đi lên ở trên chiến khu, vì khi ông đi là 50, lên cái làng đó là tức là cái chiến khu mà Tây Bắc của Huế đó, thì tôi có gia đình tôi có lên thăm và lên ở luôn. Nhưng mà tôi không có ý niệm. Tôi không có ý niệm. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 4, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây. Thời gian ở trung học của anh thì sao? Thế học vô trung học thì vô Đà Nẵng rồi. Vô trung học vô Đà Nẵng. À, vô Đà Nẵng rồi, vì tôi vào Đà Nẵng từ 1952. Cái học của anh ở trung học với lại cái học của anh ở tiểu học là khác nhau nhiều chứ? À, cái lúc mà học tiểu học á là chúng tôi học trường San Jose, là một cái loại trường hỗn hợp Pháp Việt, mà nó dạy tiếng Pháp nhiều hơn là dạy tiếng Việt.
Như về văn phòng thì tôi nhớ là học cái cuốn của ông Auger, chứ không phải học của văn phòng Việt Nam. Cho nên học cái văn phòng là của Claude Auger. Đó. Và thi tiểu học là cũng vào Oran nữa. Nha. Nhưng mà đến lên đến trung học, lên đến đệ thất thì có một cái chuyện xảy ra là lúc đó năm tư mà bắt đầu di cư vô, mà tôi lại ở với mở ngoặc đơn, họ bên ngoài tôi là họ Ngô Đình, họ Ngô Đình chính gốc, nhưng mà Ngô Đình Phật giáo, chắc là Ngô Đình Công giáo. Và các dì tôi á, là những người Nam Định, không biết tốt nghiệp vì sao mà lại bà là thay mình Nam Định. Thì tôi, mấy ông anh, ông con dì tôi thì đi học chung, thì bị tụi trẻ con trường bên Việt Nam đang hiếp, vì tụi cũng đi di cư. Thì tôi là người dân Đà Nẵng, tôi dân Huế rồi vào Đà Nẵng, nhưng mà anh em mình là toàn ngoại di cư vô thì bị học trò trường Việt Nam đang hiếp. Thế thì tôi thấy cái kiểu học cái trường mà xanh rô dân này chẳng được rồi, thế thì xin đi qua học trường Việt. Từ đó mới xảy ra cái tai họa là trường Tây không ra trường Tây, trường Việt không ra trường Việt, thế thành tôi không có một ý niệm gì hết. Cái chuyện mà đổi trường là do anh hay do bà cụ? Thì tôi không biết nữa, nhưng mà chắc cho mẹ tôi. Thì tôi có nói mẹ tôi, nói mà học cái trường này nói tiếng Tây nhiều quá, khó quá nữa, tôi cho qua trường Việt Nam học. Thì qua trường Việt Nam học thì vào trường Phan Chu Trinh, để lúc mới vào trường Phan Chu Trinh là cái trường công lớn nhất của Đà Nẵng, giống như Chu Văn An của người Bắc hay là Petriki của người Trung. Thế có một điều là người ta dạy cái gì tôi cũng hoàn toàn tôi không biết. Tôi như chỉ nhớ bài học về hóa học, vật chất gồm có ba thứ axit, bazơ và muối, là tôi ngơ chỉ ngay cái định nghĩa tôi đã hiểu rồi. Tại sao vật chất gồm bao nhiêu chuyện ở trên cả quả đất như thế này, mông minh cả một đời sống như thế, mà là chỉ có ba thứ axit, bazơ và muối? Từ những cái căn bản như vậy tôi hoàn toàn không biết. Thành nữ đứng chót lớp, lớp 45 là đứng 43, 42, không có cách nào mà vượt lên cái khỏi đứng cao được. Cũng thêm mở một đơn, cũng là cái lớp của tôi, đến sau này mới thấy đó là một cái tập hợp. Không biết tại sao nó học, người ta học giỏi đến như thế, học giỏi mà sau này là thành ra giỏi quốc tế ấy. Ví dụ như Lê Tử Hỷ là bố của Lê Tử Quốc Thắng, là đứng đầu toán của thi ở Minh Đức, là thầy của Ngô Bảo Châu đấy. Đó. Đó. Rồi chẳng hạn như anh lên Tôn Thất Hải, giờ đang còn làm việc và anh ở trên viện bảo chế Pasteur. Anh điều chế ở trên đó làm ra mẫu nhân tạo để chữa bệnh A cho nhân loại. Như cô Võ Thị Thương là đi ra là người đầu tiên lọc dầu cho Việt Nam và đốt ở Nghĩa Trang quân đội năm 1972. Ở trong lớp tôi toàn là những cái người thật là không cách nào mà lọt ra đến cái chỗ đứng cao được, học rất là đứng rất là thấp. Cái chuyện mà đứng thấp như vậy, nhưng mà anh có nhận thức lúc đó, anh có nỗ lực của cái chuyện học chưa, hay là anh không? Tôi học chăm lắm. Vì sao tôi về học gọi là học tổ, tức là đi học tổ là nhất là tôi học với nhà anh em Tuấn Hải, mà giáo sư Tuấn Tất Tuấn là một giáo sư toán nổi tiếng ở bên Pháp trong cái thập niên vừa rồi, ông mất rồi. Dạ. Giáo sư Tuấn Tất Hải giờ này đang làm ở viện bảo chế Pasteur. Thì học tổ thì học ở nhà, và chúng tôi các ông đó rất là giỏi toán, toán có làm ở trong cái quán Le Bourse Prache, là toán đó là toán dạy cho các cái trường bên Pháp, thì các ông làm hết. Thành từ khi đến vào trong lớp, ông thầy giáo vừa ra bài toán cái là các ông nháy mắt, các ông đã nộp rồi. Thì tôi học với các ông đó, nếu mà không giỏi bằng thì cũng kém, nhưng mà nếu ngày hôm sau tôi hoàn toàn quên, tôi hoàn toàn không biết. Tuy nhiên nhờ vậy
mà khi mà đi thi tú tài á là tôi học lại mấy ông bạn tôi đó, và tôi đi thi tú tài á là tôi đậu bình thứ, mà mặc dù việc văn chỉ là 1 điểm 1/4, nhưng về toán lý hóa 16-18 điểm thì tôi đậu bình thứ. Thành thử tôi nhớ mấy ông bạn tôi cho đến giờ này tôi vẫn nhớ ơn người ta. Tức là anh nói, người ta hay nói là học thầy không thầy học bạn đó, tức là vì tức các là... ông về nhất là học toán. Vâng. Thì các ông về các bài lại đó, mới bạn học với bạn, mà nhất là học với bạn mình các ông bài. Chứ bây giờ giáo sư toán như Trương Công Nghệ là dưới đại học Úc, đại như giáo sư toán Lê Tự Hí chẳng hạn, giáo sư toán Tu Thức Tuấn chẳng hạn, nó vâng vâng vâng. Hoặc bình thường như cái cô Võ Thị Thương cũng là 4 cái bằng kỹ sư về dầu lửa đầu tiên của Việt Nam. Đó là cái lớp. Mà đấy là ai? Là con nhà nghèo. Con nhà như bác Tôn Thức Hoàng là bố của anh Tôn Thức Tuấn, Tôn Thức Hải là lái xe lửa. Ông Nguyễn Hữu Hùng, hiện tại còn ở Đà Nẵng, là một ông thợ may, bố là ông thợ may. Ông Hùng ông đi qua ở bên Úc theo cái học bổng Colombo, người ta cho ông mấy năm. Ông học đâu 1-2 năm xong hết trơn. Người ta học là cỡ quốc tế không, nhưng mà là đó là anh nói về mặt học vấn. Còn về mặt ý thức chính trị của mấy người đó thì nhá, có bao giờ nói chuyện không có nói chuyện quốc gia hay là bên Pháp hay là bên ta? Không có tụi tôi. À là rồi, mở một đơn anh muốn nói, ông bạn mà thân nhất tức là ông Phan Duy Nhân, tức là Nguyễn Chính, phó ban tôn giáo Trung ương Đảng. Thế mà anh này là tay hào kiệt, tất cả nỗi lo miền Trung là do chính là Phan Duy Nhân làm, chẳng phải Hoàng Vũ Ngọc Tường, không phải là tranh đấu, thì chính là Phan Duy Nhân. Và khi mà trao trả Lộc Ninh năm 73, chính là tôi lại đi trao trả cho anh ta về phía bên. Và anh ta được trao trả xong, anh ta được đưa đi Moscow liền. Yes. Đấy là Phan Duy Nhân, tức là Nguyễn Chính đó, phó ban tôn giáo Trung ương Đảng. Tức là coi như là bạn thân của anh. Rồi bạn thân đó, trực ruột đó. Mà không hai bên không bao giờ nói chuyện về... Không. Cái nhận thức của anh Nhân chẳng hạn, theo anh thì do đâu mà có? Mẹ tôi. Chính mẹ tôi là người đã cấy những... Vì anh Nhân thì bắt buộc anh phải đi Cộng sản. Cha gác cổng xe lửa, mẹ ho lao, em bị epilepsy, bị chết đuối, em trai bị epilepsy, em gái bị chết đuối, ở một cái không phải gọi là cái nhà được, cái phòng được, nó là cái hộp để mà gác cổng xe lửa, thì cả gia đình anh Nhân ở trong đó. Thế mà tôi rất thân anh Nhân, và anh ta 15-16 tuổi anh ta đã viết những câu thơ mà tôi phải nói thật là tuyệt vời. Chúng ta sống bằng máu người đã chết, người nối người dĩ vãng đối tương lai, nên khi chết tim người xin để lại, anh mang đi khoảng trống lấp không đầy. Tôi thấy cha đi hay thật. Là tất nhiên tôi không có một ý tưởng niệm gì về văn chương. Tôi hoàn toàn có ý niệm gì văn chương chữ nghĩa. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối thứ Tư 30 tháng 6 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTNDC xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị một ngày tràn ngập những giây phút thú vị. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.